Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bác ơi, hôm nay em lên cái video này muốn thông báo với các bác về một sản phẩm mới bên em đã được ra mắt các bác nhá. Đây là sản phẩm Cám VIP Vàng 999 các bác nhá. Vì sao em lại lên cái sản phẩm Cám VIP Vàng này? Bởi vì em cũng ra được khoảng tầm hơn một tuần rồi. Thì hôm nay mới lên cái video này để chia sẻ với các bác là thông báo chính thức là ra sản phẩm Cám nhá và các bác nhá. Và bên em hiện tại đang có chương trình nhân dịp cái ra mắt cái sản phẩm Cám VIP Vàng này các bác nhá. Thì bên em đang có chương trình là tặng cầu gạo cho anh em khi mà mua cám các bạn. Thì cái chương trình tặng cầu gạo này thì lát nữa em sẽ chia sẻ với các bác. Còn bây giờ em xin giới thiệu qua một chút về cái sản phẩm Cám VIP Vàng này các bác nhé. Vì sao nó lại có cái tên là Cám VIP Vàng các bạn? Thì đơn giản thôi. Khi mà anh em dùng cái sản phẩm này ấy, thì anh em cho chim ăn ấy, khoảng tầm 45 ngày quay đầu các bác nhé. Nghĩa là từ ngày sử dụng đến khoảng tầm 45 ngày hoặc là 20 ngày 30 ngày gì đó thì các bác sẽ thấy con chim của các bác có sự thay đổi rõ rệt. Đầu tiên ấy thì có thể là con chim của bác là sẽ thay đổi về cái màu lông này, màu mỏ này và màu chân của nó các bác nhá, thì nó sẽ chuyển sang màu vàng các bác nhá. Tuy nhiên là những con chim mà mỏ đen thì chắc chắn là sẽ không vàng được các bác nhá, nhưng mà màu lông nó thì chắc chắn là sẽ thay đổi các bác nhá, nên là anh em lưu ý. Nhưng mà đa số ấy, những con chim mà có cái màu mỏ nó hơi trắng trắng bật bật ấy, hoặc là những con chim mà mỏ các bác mà nó đã hơi vàng vàng rồi mà các bác muốn nó vàng hẳn ấy, thì các bác hãy dùng sản phẩm này nhá. Thì cái sản phẩm này bên em ấy thì là cái giá thành là 300.000 một kg các bác nhá, giá thành là 300.000 một kg. Thì cái sản phẩm này ấy, nó có độ đạm cao hơn và nó xem một số cái sản phẩm hỗ trợ tăng cái sắc tố của mỏ và lông lên các bác nhá. Đó. Thì cái cám này cũng là một loại cám rất là tốt cho chim ăn quanh năm, thay lông cũng như kiểu là cho chim ăn vào quanh năm cho nó hót hàng ngày các bác nhá. Cái cám này ấy, đó thì công dụng nó là như vậy và cái lượng đạm nó cao hơn, nó sẽ tăng lửa nhanh hơn các bác nhá. Thì anh em sử dụng thì anh em yên tâm. Thì bây giờ cái sản phẩm này nó mới ra mắt các bạn. Thì là bên em sẽ bao ship cho các bác nhé. Bên em sẽ bao ship cho bác khi các bác lấy từ 1 cân các bác nhé, lấy từ 1 cân. Đấy là riêng cái sản phẩm này thôi các bác nhé. Còn lại ví dụ như cám mi, cám khiếu, cám chòe và cám màu thì cứ phải từ 2 cân đổ lên thì bên em mới bao ship được các bạn. Và cái sản phẩm cám VIP Vàng này nó sẽ cao hơn cái sản phẩm cám Hót 100.000. Nhưng mà anh em chỉ cần dùng mỗi con chim của anh em chỉ cần dùng 2 gói như này thôi. Khi mà anh em cho ăn mà anh em cảm thấy cái độ vàng của con chim của anh em là thế là đủ rồi thì anh em có thể chuyển sang cái cám Hót kia và nó sẽ không bị mất màu mỏ và màu lông và màu vàng của nó nhé các bác nhé. Nên anh em hoàn toàn yên tâm sau khi mà sử dụng sản phẩm cái này. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng cái sản phẩm cám này thì anh em cứ liên hệ cho em theo số điện thoại là 0974 648 999 các bác nhé. Rất là cảm ơn các bác rất là nhiều luôn trong cái quá trình thời gian vừa qua đã ủng hộ cái sản phẩm bên Hoạt Họa Mi. Và tiếp theo là cái phần quà nhân dịp ra mắt cái cám VIP Vàng này, đó là những cái cây cầu gạo như này các bác nhé. Những cây cầu gạo như này ấy, thì hôm qua lên đơn lên livestream ấy thì bên em đang có là 150 cây, nhưng trong buổi sáng hôm nay đến tầm này là tầm trưa, bây giờ khoảng tầm 1 giờ rồi thì bên em đã chốt được khoảng tầm gần 50 đơn rồi, nó còn khoảng tầm 100 đơn nữa là anh em sẽ được tặng cầu gạo các bác nhé. Thì anh em chú ý xem là tặng cái cầu gạo này ấy, nó chỉ là mang cái tính chất là gọi là tri ân các bác thôi các bác ạ, không có gì cả. Nên là anh em hoan hỉ nhá. Có những anh em vừa đặt hôm qua thì anh em rất là gọi là anh em không may mắn đi, anh em không được tặng cầu gạo. Còn có những anh em thì bắt đầu hôm nay đặt thì anh em được tặng cầu gạo này. Đấy thì cái đơn cầu gạo này nhá, các bác chú ý là đây là phần quà bên em thôi. Thì là bên em ví dụ anh em lấy 1 cân thì bên em sẽ tặng 1 cây, và lấy 2 cân thì bên em cũng tặng 1 cây đúng không nhá. Áp dụng trên từng đơn hàng các bác nhá, và áp dụng trên tất cả các loại cám các bác nhá. Anh em có thể lấy cám khiếu, cám mi, cám màu và cám chòe thì đều được tặng hết các bác nhá, chứ không riêng gì là nguyên cám VIP Vàng đâu. Và nếu như tất cả những cái sản phẩm kia ấy, ngoài cám tổng hợp ra thì bên em thì phải từ 2 cân đổ lên thì bên em sẽ bao ship. Còn nếu anh em lấy cám vàng, riêng cám vàng thì anh em lấy 1 cân thì là bên em đã được anh em đã được bao ship rồi. Đây là những cái sản phẩm cầu, nó có tác dụng rất là tốt cho chú con chim họa mi. Thứ nhất là khi con chim đậu vào cái cầu này thì cái việc đầu tiên ấy làm cho cái cầu này khi mà lắp vào lồng anh em ấy thì nó sẽ tăng cái giá trị thẩm mỹ lên, cái là đẹp hơn các bác nhá. Và thứ hai là ở trên cái cầu này nó có những cái gai như này các bác này, đây những cái gai này các bác này, anh em nhìn kỹ các bạn, thì sẽ giúp cho con chim nó bám nó chắc hơn các bác nhá, và nó không bị trơn trượt, cũng như kiểu là khi mà trong cái quá trình nó bám ấy thì những cái móng chân nó bấm vào đây ấy, thì chắc chắn là sẽ tăng cái cơ chân của con chim này nó khỏe hơn. Thì đấy trên đây là những cái chương trình tặng cầu như vậy nhá các bác nhá. Thì cũng rất là mong anh em ủng hộ bên em Hoạt Họa Mi các bác nhá. Ngoài cầu ra thì bên em có tất cả các loại cám đấy, anh em có nhu cầu thì anh em ủng hộ em. Thì, tất cả các bác đã dùng, rất là nhiều bác đã dùng cái sản phẩm cám bên em rồi và các bác đều cảm thấy rất là ok và rất là hài lòng. Và cho đến thời điểm này thì anh em lấy được một lượng cám, những cái bác mà đã lấy nhà em ấy thì anh em quay lại lấy ấy, thì nó rất là ổn định và cảm thấy nó rất là đều đặn các bác nhá. Nên là em cũng đánh giá được cái phần chất lượng về cái cám nên anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Còn nếu như anh em nào mà chưa được, còn nếu như anh em nào lần đầu tiên xem cái video này cũng như là chưa xem những cái livestream của em ấy thì anh em nào muốn dùng thử cám VIP vàng này cũng như tất cả các loại cám khác, nếu anh em chưa được tặng nhá thì anh em có thể nhắn tin qua cho em sẽ gửi tặng các bác một gói này. Đấy, các bác nhá, gửi tặng các bác một gói này thì có nghĩa là như này này, các bác sẽ được tặng cám này đúng không? Các bác sẽ được tặng cám này và cái tiền ship ấy, cái tiền ship thì các bác phải chịu. Cám thì em sẽ tặng các bác, còn tiền ship thì các bác sẽ chịu các bạn. Nên là anh em thông cảm nhé, bởi vì bên em nếu mà mỗi một lần lên những cái combo khuyến mại như thế thì anh em lấy rất là nhiều. Nên là em cũng xin phép là chỉ tặng được các bác cám thôi và không thể tặng các bác được cái tiền ship. Nên là anh em mua thì anh em tự chịu nhé. Cái sản phẩm này ấy, em nghĩ là rất là tốt này, cho chim cảnh này. Đặc biệt là anh em mình nuôi nhốt lâu ngày ấy, thì anh em cần những con chim nó đẹp đúng không bác? Cần những con chim nó đẹp, cần có bộ lông đẹp, cần có mỏ đẹp, cần có cái chân đẹp. Nên là anh em dùng cám này em cảm thấy rất là hợp lý anh em ạ. Anh em chỉ cần dùng mỗi con chim họa mi, anh em cần dùng 2 gói thôi. 2 gói này thì anh em dùng khoảng tầm, mất khoảng tầm 2 tháng đấy, 2 tháng 2 gói này. Sau 2 tháng ấy, thì con chim họa mi của anh em mà cảm thấy nó vàng, nó đẹp rồi thì anh em quay lại cám Hót 200 thì cái cám Hót 200 này nó vẫn cứ giữ được cái sắc tố lông của nhá. Và tuy nhiên cái cám này ấy, thì nó đa phần nó chủ yếu em đây đi sâu vào cái vấn đề là thẩm mỹ của con chim. Đây, thẩm mỹ của con chim. Còn cái nguồn dinh dưỡng nhá, cái nguồn dinh dưỡng thì anh em yên tâm, nó vẫn cứ là nguồn dinh dưỡng tốt, thậm chí nó còn cao hơn cái cám 200.000 đó các bác nhá, cao hơn là cám 200.000. Nhưng mà tuy nhiên anh em nếu mà con chim của anh em đã đẹp rồi và anh em không cần mỏ vàng, chân vàng thì anh em cũng có thể lấy cái cám cái cám 200 đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái cám 200 đó nó đã quá là nhiều dưỡng chất để cho những chú chim của anh em rồi. Và anh em khi mà chăm chim của em ấy, chăm chim của anh em khi mà sử dụng sản phẩm cám bên em ấy thì những cái ngày đầu tiên anh em mới lấy cám về nhé các bác nhé, anh em mới lấy cám về thì anh em có thể là anh em bổ sung cho một vài con dế thôi và một vài con sâu chẳng hạn, ví dụ thế. Còn sau một thời gian khi mà con chim của anh em nó khỏe rồi và nó có lượng điện ổn định rồi thì các bác không cần phải dùng cái sản phẩm, các bác không cần phải dùng đến dế và mồi tươi nữa, nuôi các bác chủ yếu cho ăn trực tiếp qua cám bên em cũng được thì nó vẫn cứ giữ lửa và rất tốt nhá. Và anh em chú ý là khi mà anh em sử dụng cái sản phẩm cám này ấy, mấy cám kia ấy, cái cám này ấy, thì anh em ít phơi nắng đi một chút các bác nhá, ít phơi nắng đi một chút, không nên phơi nắng và anh em nên cho chim đậu vào cầu gỗ thì con chim nó sẽ có cái độ vàng nhanh hơn và ok hơn các bác nhá. Thì trên đây là cái video em chia sẻ về cái vấn đề mà bên em đang có chương trình khuyến mại như vậy, rất mong được các bác ủng hộ. Em cũng xin phép dừng video ở đây. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0974 648 999 em để trên màn hình đó. Rồi bây giờ em xin phép dừng video nhé. Xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Chúc các bác chăm những chiến binh của mình thật là thành công nhé. Bye bye tất cả mọi người.